Sao hàng nhà đồ điện xin kính chào các bác. Hôm nay em lên sóng giới thiệu các bác tiếp một chiếc máy rửa bát Nationa, một con máy rất là VIP các bác nhé, gọi là dòng VIP. Tại thời điểm nó ra mắt nó là một con VIP nhất đấy ạ. Con này có khử khuẩn một tia cực tím các bác này. Đấy. Duy nhất cái mẫu này có các bác nhé. Nó tên là 60VE2 thì nó con này nó tương đương với 60SF6 nhé. 60SF6. Đây là một con máy mà siêu bền bỉ, VIP, rửa cực sạch, full khỏe, mạnh, khoang rửa rộng rãi, bền bỉ. Thiết kế toàn bộ thân vỏ inox hết. Hình thức thì theo thời gian thì nó còn như trên clip nhé. Các bác có hỏi em bao nhiêu phần trăm thì em không đánh giá bao nhiêu phần trăm nhé. Vì bây giờ nó hình ảnh, chất lượng thì bảo hành cho các bác thoải mái. Đấy, nhưng mà còn hình thức thì như trên clip nhé, cho nó dễ. Chứ đánh giá bảo 80-90% thì nhiều bác bảo không được 80-90% thì sau tự dưng thành cãi nhau nó rất là phiền toái. Cho nên em bán tất cả các cái đồ đạc là hình thức như trên clip. Đấy. Các bác cần chỗ nào hỏi chỗ nào chưa rõ các bác có thể nhắn qua Zalo. Còn là toàn bộ thân vỏ bằng inox hết này. Đấy. Quay cho các bác toàn bộ các góc cạnh. Đấy. Theo thời gian thì Nationa thì không có cái chuyện là vừa ngon vừa rẻ lại vừa đẹp rồi các bạn. Nó cũng chỉ là tương đối thôi. Đấy, những cái dòng máy này nó phù hợp với cái giá cả bình dân mà các bác có một con máy nó chạy rất là hay, bền. Về chất lượng thì nhiều bác cứ bảo sợ Nationa không bền bằng Panasonic. Nhưng mà cực bền các bác ạ, nó không có cái gì khác cả nhá. Nationa này nó có thể sản xuất những năm 2000 lẻ mấy. Nhưng mà người Nhật họ không phải dùng đến tận bây giờ, họ bỏ mà họ đã bỏ cách đây hàng 10 mấy năm rồi ạ. Cho nên cái tuổi đời bên Nhật họ dùng cũng chỉ có vài năm ở bên Nhật thôi. Cũng như những con máy đời mới thì bây giờ họ bỏ thế thôi ạ. Chứ còn chất lượng không thua kém gì cả. Thậm chí những cái con máy cỏ em còn bảo hành cho các và ác liệt hơn. Đấy. Riêng đối với những cái máy Nationa là em có cái chính sách là thêm 500.000 em bảo hành cho các bác hẳn 3 năm. Đấy. Để cho các bác là yên tâm mà các bác dùng. Cửa khẩn tư tím kính này rất là trong đẹp. Viền nói chung là cũng khá khá. Một vài chỗ nó ố này, nhũ thôi. Đây là phun nhũ mà. Chung là chạy ngon lành. Đấy, đang đun nước các bạn ạ. Chờ nó đun nước xong để nó, khi nó đun nước xong thì tắt cái đèn cực tím này thì nó sẽ phun nhé. Còn nhiều bác cứ bảo là sợ nó không bền. Các bác nào mà thích mua là cứ thêm 500.000 cái dòng Nationa này em bảo hành cho 3 năm. Đỡ phải nghĩ ngợi nhiều lần thì nó mệt ạ. Đấy. Với số tiền em bán mà cộng thêm 500.000 bảo hành 3 năm. Còn bình thường bảo hành 6 tháng. Thực ra cái máy rửa bát này nó rất là bền, nên các bác dùng cứ yên tâm. Nó mà trục trặc thì em cũng chẳng dám lấy 500 để bảo hành 3 năm đâu ạ. Nên các bác cứ yên tâm mà dùng. Nationa cũng bền như Panasonic thôi, thậm chí còn nổi trội hơn. Đấy, bắt đầu chuyển sang giai đoạn phun này các bác nhé. Con này phun khỏe lắm. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Con này phun rất là khỏe luôn. Để hoàn toàn bằng nước nóng nhé. Nước nóng 80 độ C đấy ạ. Phun ác liệt luôn. Nó sẽ phun lần lượt từng tay một, là mạnh. Đấy. Nước nóng bọc các bạn, nó đun xong nước nóng rồi là nó ấy nhá. Đây nó bật. Toàn bộ ruột inox này. Ruột inox hết. Rất là sạch sẽ. Dòng chỉ này thì nó cũng ố màu theo thời gian thôi. Nhưng không bao giờ vấn đề gì nhé. Máy rửa bát thì đừng các bác nào lo về hở nước nhé. Không có chuyện hở nước đâu ạ. Đấy. Con này em bán là 3,5 triệu nhé. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ bảo hành 6 tháng. Còn các bác nào thích bảo hành 3 năm thì thêm 500.000. Giá 3,5 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn nhé. Chào các bác.